tán thán chị cơ, chị không dám nhận, nhưng mà chị chỉ là thừa lệnh của cha thượng đế xuống đây truyền tin. Cái đạo này đạo của cha, mỗi một đệ tử hội thiên là kiệt này gián tiếp nhận dùm cho cha. Kỳ ở trên trời là một thái tử nhỏ, thiên tử, không phải giống Hợp Thích Ca là người lái trên mình là ra cái đạo, thì là Phật có cái công thức của Phật. Hôm nay Đức Thầy xuống đây cùng với Kiệt, hai người lập ra cái đạo mới này, để cho cái quả địa cầu này sau này không còn thánh chiến, sẽ còn thái bình. Cái trái tim mà đi ngược xuống là để cho cái trái tim nó hướng thượng, dấu là dấu của Thượng Đế là bình đẳng. Đạo trời pháp Phật chỉ thờ độc giác thần là thờ cha thôi, để nó cùng một cái đấng tối cao của mỗi tôn giáo, Công giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và đồng thời Phật giáo, để mà họ không có còn cái sự phân biệt nữa. Ai cũng trời ơi, vui trời ơi, buồn trời ơi, trời ơi, một đống trời ơi, oh my god, đúng không? Nói này hoài rồi đó. Thì bây giờ thì chúng ta đều là con ông trời. Nếu mà ở ngoài kia mà có những người mà vô đạo Công giáo thì phải rửa tội ông cha, ông nhấn đầu đứa nít mới đẻ ra vô vợ lên, thấy hơi mạnh tay á nghe. Rồi mấy ông mấy ông thầy á, thì con là Diệu Nga phải không, là từ nay con của đệ tử của thầy nha. Ông thầy đi xuống địa ngục thì Diệu Nga cũng đi xuống theo, mà không có ông thầy người ta không có nhập môn Phật giáo được. Cho nên cha với Đức Thầy với hội đồng chư Phật muốn cho người Ấn Độ hay là người mọi da đỏ ở trong rừng Africa cũng có sự công bằng. Mày ngồi trong đó mày chơi với khỉ, con khỉ mà nó khôn á, nó quay về hướng đông bắc nó lại cha là nó cũng nhập đạo thiên tâm được nữa đó, hiểu không? Nghe là bất cứ nơi nào một sinh vật, tại vì nó cũng là tánh linh mà, cũng là con người mà, chẳng qua nó bị đỏ làm khỉ. Rồi con sư tử nó vừa ăn con nai rồi cái nó hối hận, nó quay về hướng đông bắc nó làm vậy thôi, nó cũng là xả nghiệp từ cái đời thú nó nữa. Huống chi con người mình trên thế giới, người Mỹ, người Mễ, người Trung, người Bắc, người Nam đều có thể quay về hướng đông bắc là cổng thiên đình. Đó là đích mắt ngày xưa kịp nhìn thấy cổng thiên đình hướng đông bắc, cái cầu thang mắt này thấy nè, mắt thịt thấy nè. Thì từ đó đó cứ quay về hướng đó, tâm mình quay về cha thì mình sẽ là con ông trời, là tự đặt cái tên mọi thiên. Tôi tên là Nguyễn Phú Trọng. Thì ví dụ ngày mai bác Trọng ngưng đốt củi đốt lò đi, bác Trọng quay về hướng đông bắc, con tên là Nguyễn Phú Trọng. Rồi cái bác Trọng nói hôm nay con là Thiên Phú Trọng, con của Thượng Đế, cha cũng quan hỷ với ổng à, đúng không? Thí dụ như ông Phạm Minh Chính, con là Phạm Minh Chính, đúng không? Rồi cái nói là hôm nay quay về hướng đông bắc, nhưng mà vợ ổng đâu có thấy, lính ổng không thấy, nhưng mà thật sự cái tâm ổng đã sám hối rồi thì ổng cũng sẽ được về trời đó. Ví dụ như bên đây Bác Phúc thì tôi là Nguyễn Trung Phúc, là Phạm gì đó, Nguyễn Trung Phúc là Thiên Trung Phúc, thì bao nhiêu tội cũng được xóa từ đó, không có cần rùm rà lễ nghi. Tại vì cái chướng ngại đầu tiên người ta là để nhập đạo rất là rùm rà, thiên tâm không có. Trên online có cái bằng đó rồi ghi tên đó, mình nói cách nhập đạo. Thứ hai, đạo thiên tâm đã ra đời ở trên cõi tầng trời đâu xuất thiên của Phật Di Lặc cả hàng nghìn năm ở trên. Tất cả trên trời cũng có đạo nữa đó nha. Chư thiên thì đạo thiên tâm, ở bên cõi Phật thì bên Phật, rồi quỷ á, là nó có cái đạo của nó nữa ở trên tầng tha hóa tự tại thiên. Và Atula nó cũng có cái đạo của nó, xuống thế gian nó cũng vậy. Thì cái đạo thiên tâm đã nằm ở trên trời. Cái ngày mà ở trên cho Kiệt phổ biến cái certificate đó, hôm nay trong đó là giáo chủ đời thứ hai, nhưng mà sẽ có giáo chủ đời số 1. Kiệt không có nói là ai, nhưng mà Kiệt đón 90% thôi nha, còn 10% không biết. Phật Di Lặc là Đức Huỳnh Phú Sổ là người số 1. Cho nên lúc mà Kiệt ra này con để con số 2, nhưng mà ai là số 1 mấy vị không có nói, thì để sau này để nó ăn khớp á. Và đồng thời mấy vị kêu tất cả họ thiên phải làm cái certificate để trên tường trong nhà,
để cho sự bảo hộ và che chở. Giao cho mình có chết đi nữa đó, bất cứ lúc nào mình có thể xảy ra không trong gia đình mình, thì ông thổ địa trong nhà đó, ổng cũng biết người này họ thiên, ổng đưa đúng đường. Còn hơn là cổ quyền ở đúng trước cửa nhà hay trên cái giường bệnh nó chờ lôi mình sao, thì cổ quyền họ không có quyền lôi. Ê, nó họ thiên nó treo trên tường kia, thấy không? À, cái quỷ ăn sao hè nó cũng canh nữa, nợ nần đồ bao nhiêu đời nó cũng canh để mà nó lôi chân đi đó. Hay nó họ thiên mà mày đâu được lôi nó. Thì cái đó là lý do mấy vị mới kêu mình là cái certificate thì là hàng nghìn năm trên trời. Xuống thế gian này năm 1979, thời đó ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam, Ninh, nước Bắc, miền Bắc nước Việt Nam, tất cả các tù nhân chính trị của thời Thiệu á, trước 75 là bị đài ở ngoại, tướng tá. Trong đó có gì? Trong đó có cao đài đúng không? Cao đài là chuyên viên chạy cơ đúng không? Rồi có hòa hảo cũng chuyên viên là tâm linh đúng không? Cũng bắt ra ngoài. Thì hai cái nhóm đó thì trong đó nó đâu có máy radio đâu. Đâu có đài BBC, đài Vo hay là đài CNN hay là mấy cái đài tin tức gì đâu, biết chuyện gì thế giới bên ngoài. Nhưng mà trong đó người ta lúc nào cũng ngoài cái sự mà đi lao động ngoài rừng rồi làm ruộng hay là nuôi súc vật gì đó, người ta cũng người trí thức, người ta sống cô đơn mà người ta không có chuyện gì làm, nó còn cực hình hơn là cái người mà hồi nãy khật khờ mà không nói chuyện, thích nằm trong phòng nữa đó. Có gì có biết không? À, thả người khật khờ vậy, điên điên vậy mà sung sướng, tại họ không có suy nghĩ nhiều. Có người trí thức mà bắt nhốt trong đó mà làm thì người ta không có nại, nhưng mà không có cho biết chuyện của thế giới bên ngoài là một điều đại cực hình với những người đó. Cho nên nhưng mà những người đó thời đó người ta lại làm chính trị, làm như là trong quốc hội của ông Thiệu, hay là làm tướng, ông tướng Dùng này, ông tướng Dùng kia, ông Ngô Quan Trưởng, hay là ông nhiều vị tướng Việt Nam, Nguyễn Khoa Nam rồi đó, mà ổng thì ông tự tử, nhưng mà còn có nhiều ông không có tự tử thì bị bắt. Không bao giờ tin tâm linh, nhưng mà vô đó không tin cũng phải tin, tại vì nói chúng thì phải tin. Thì lúc đó bên cao đài với cộng với cái nhóm của mấy bác mà bên Hòa Hảo cũng bị ở tù, thì người ta lập ra những cái bàn cờ đầu tiên ở trong tù, là phải không? Thì lúc đó là cái gì, mấy ông ma đồ vô giỡn giỡn đồ chơi phải không? Thì từ từ lên ngày qua ngày, thì lúc đó có ông thần Ba Dì là Sơn Tinh Thủy Tinh á, ổng là vị thần ở vùng đó, ổng về bắt đầu ổng nói chuyện, rồi từ từ nó mới gọi là cơ trời. Tức là người thường á thì lập cái bàn cơ thì là ma quỷ nó vô, nhưng mà cơ trời là trời đã ấn định, đã phong cái đó, có một không hai trên thế gian này. Cho nên đạo Hòa Hảo người ta lập ra cũng bằng bàn cơ trời. Đó là một cái wifi, một cái communication, một cái Facebook hoặc là một cái YouTube. Nhưng mà trên YouTube nó có muôn trùng cái xấu trên đó, nhưng mà không phải là cái nào cũng xấu. Facebook cũng có muôn trùng cái tốt trong đó, thì cũng có cái xấu. Cho nên người nào á ở trong cuộc á mới hiểu được thật hay là giả, và có cảm nhận và có sự mình phải là tự chủ. Đó là cách để mà communication từ năm 79 khi Trung Cộng tấn công ở miền Bắc nước Việt. Thì lúc đó đó mấy vị trên trời á mới về cơ á, mới chạy mới kêu tất cả các con tù nhân ngày đó tháng đó, thí dụ mấy vị báo trước chừng tháng này phải không, đi kiếm gỗ, kiếm mũ, kiếm thiết, kiếm cái gì á, làm cái dấu này. Mà mấy ổng đâu có biết cái dấu này là cái gì, thấy không? Cái dấu trái tim như cái này thôi, còn cái bông sen sau này Việt Nam chế ra, thấy không? Rồi đeo vô cổ để cho được tất cả các vị thiện thần gia hộ. Là từ năm 79 thì lúc đó bây giờ ông nào mà không tin vậy đó, cực kỳ là không tin cũng phải tin thôi à. Bây giờ ở cái đó là sát miền Bắc mà nó tràn qua, rồi bom đạn, rồi xe tăng, nghĩ cái chạy tù á cả nhiêu ta mấy chục nghìn người có phải dễ bị chết không? Thì trong lúc đó chạy tù á, tất cả mấy bác đó thời đó đã đeo cái dấu này. Cho nên cái dấu thiên tâm thật sự đã xuất hiện ở quả địa cầu này năm 1979.
Kiệt đã đeo cái dấu này từ thời năm 2000 rồi đó, trước đó nữa đó. Nhưng mà quý vị sau này đến năm 2017 á, thì có vài người đeo. Rồi từ từ tới 2019 thì cũng nhiều nhiều, 20 người nhiều nhiều. Bây giờ đến năm 2023 thì nó loan ra tới ngoài Hà Nội. Ở trong bộ chính trị mấy ổng đeo cái này nhiều lắm. Đừng nói làm chi dân. Cái dấu này là của Thượng Đế, của một cái thời đại văn minh sau này. Chẳng qua là mình sắp sửa đến văn minh thì cũng là cái cơ chuyển động của cái thời cực kỳ khổ mạt pháp này cũng sắp sửa tàn. Thì mình ở cái lúc giao thời thì trước mắt thì mình thấy khổ, nhưng mà thật sự có cái khổ thì bắt đầu cái sướng nó lồi lên. Cũng giống như cái mặt trời bình minh mà buổi chiều á, mình nhìn thấy trên núi, mình nhìn xuống nó nửa mặt trời, nhưng mà ngược lại ở nửa vòng trái đất bên kia người ta thấy mặt trời nó rạng đông đúng không, thì bên kia người ta đang vui. Thì mình ở đây mình thấy nó xuống rồi, nó sửa chiều tối lạnh buồn, mình chạy xuống núi, nhưng mà bên kia bắt đầu người ta hân hoan, người ta gà đồ gáy. Thì nó là thế thôi. Thì mình ở ngay cái giữa lúc này nè, là cái mặt trời phân nửa biển vậy đó, mình ra bãi biển mình thấy nửa. Thì hiện giờ như vậy, cái màn đen này nó sắp lặn á, nhưng mà tại mình thấy mình khổ quá thì mình thấy thời gian nó lâu, nhưng mà tiên Phật không có lâu đâu. Ai cá với Kiệt kiểu nào, Kiệt đều bảo đảm cá một đồng ăn một triệu đồng. Trên mạng này Kiệt nói luôn, tất cả những cái thể chế vô thần cộng sản trên thế giới nghe tàu sẽ đi vô thùng rác, chìm như thầy thế này. Nước Việt Nam sẽ thay đổi, không thay đổi nước Việt Nam sẽ thành đồ đồng đồ đá, trở về thời 10.000 năm BC á. Tại vì lúc đó con người, lúc đó Kỳ cũng bó tay, mấy chư Phật hiện về, thôi con bó tay con về trời, tại giờ nói chuyện không có hiểu. Bây giờ chuyện đi vô Africa giống như đi Nam Mỹ, hay là kêu mấy năm loại mà mình nói làm độn được đó, mà nói chuyện về tâm linh họ không hiểu. Thì Việt Nam bây giờ may mắn là chưa có trở thành đồ đồng đồ đá, chưa có xã hội chủ nghĩa, thì họ còn nghe được cái tiếng nói hải ngoại này thì còn cứu được. Chứ còn chờ thêm vài năm nữa là bó tay, cũng y như giờ kêu đóng mấy mễ mày mới đen, mấy mễ đen tới mà ngồi nói chuyện về trời Phật với giáo Thiên Tâm là bó điếc lỗ tai luôn.